Chào cả nhà. Hôm nay nữa bị viên lao phổi phát cả nhà, sáng 9 giờ mấy rồi. Bị tờ tay phân cây bồng cây ẩm. Tùm lum hết cửa. Xem kênh nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ giùm mình nha cả nhà. Đến bệnh viện Lao, tỉnh Ninh Thuận. Đây lát chạy qua lại bệnh viện y học Quách Điền. Chưa ra rồi đó. Dạ. Có đông ra rồi phát luôn chứ. Bây giờ thứ ai lấy có lấy lần đi. Ai cứ nhận đi rồi ra sau lấy sau. Vô thông báo giùm nha mấy em. Vô nói giùm ai đã lấy cơm nè. Ăn cơm có. Dạ. Có ai mà khó khăn đi xuống lấy giùm cho ta luôn chị. Coi cho nó ai mà không xuống được á. Dạ. Có ai mà xuống không được thì tôi lấy giùm cho ta luôn.
cho người đó đó. Thôi cái này không mà sao? Dạ. Mấy hộp chú. Rồi ai xuống khó khăn chú nhận giùm dân ta luôn. Đây, ba hộp. Đây nó còn có 3-4 người là hết rồi. Hết rồi. Trong lòng mà chiều đi thì mấy đứa tới giờ nữa là hết sạch còn 3 cũng được. Có ai nói giùm ta chứ? Để ba. Còn nói người ta ra nhận... dạ, cái ai chuyện nước thì lấy giùm cho người ta, cô hỏi. Dạ dạ. Để ai mà chuyện nước rồi đêm bữa lấy giùm cho người ta luôn. Không. Dạ. Không để con đi phát ba bệnh viện luôn, phát bệnh viện đông y rồi phát bệnh viện đường sắt nữa. Còn ở nhà tôi phát hết rồi đồ con đi. Để từ từ đấy, từ từ mà sớm. Tại ta còn xuống nữa. Ai đó ấy đi giùm ta luôn chú. Lên mình lấy một hộp à. Dạ ăn hai hộp thì lấy hai hộp. Không. Mấy người con? Dạ. Bên đó còn người không con? Mày kêu cái thằng có đứa con á. Lấy giùm cho ta. Mày kêu thằng có đứa con lấy giùm hai cha con nó nằm nha, lấy giùm đó. Mấy hộp á? Ba hộp. Đây. Một hộp. Dạ cô lên thông báo giùm. Lấy vài hộp thử đồ coi thử đủ thiếu gì bữa sau. Trong cái bị em 4 hộp nữa, nó điện xuống cho lấy giùm. Rồi, cho 4 hộp ở trong bị luôn. Đây đâu, à. Đây tôi mua đâu. Không. Không có tôi để lại. Không có lại. Không có cửa mà ta nằm bên lầu. Làm việc cả nhà. Ê, nhà đăng ký cho đúng hội giúp giùm. Đây là chi luôn vậy bà chứ đây.